chào quý cô chú anh chị, chào các bạn. Để chơi tốt quá trình đệm hát solo, quý cô chú anh chị và các bạn phải nằm lòng các nốt của 6 dây từ ngang 1 đến ngang 12. Đây là một vấn đề rất là khó khăn đối với nhiều quý cô chú anh chị, cảm âm cũng như là nhớ vị trí của các nốt 6 dây từ ngang 1 đến ngang 12. Ở video trước, Giang chia sẻ cách để quý cô chú anh chị và các bạn nhớ được tất cả các nốt của 6 dây, tức là mỗi ngày chúng ta học 1 dây, mỗi ngày chúng ta nhớ 1 dây. Mi, Fa, Son, La, Si, Do, Re, Mi, phải không ạ? Mỗi ngày chúng ta nhớ 1 dây thôi. Nhưng mà cuối cùng học dây sau thì quên dây trước, phải không? Giang có chia sẻ cái mẹo là chúng ta trên mỗi dây này nè, nó là 7 nốt, thì chúng ta nhớ được 6 nốt nhanh nhất, đó là mình đi tìm Mi, Fa, Son và Si, Do, Re là 6 nốt, còn nốt La ở đây. Tương tự dây số 5 cũng đi tìm là Si, Do, Re và Mi, Fa, Son. Và mỗi ngày như vậy là quý cô chú anh chị đi tìm cho mình một nốt bất kỳ, ví dụ như mình đi tìm nốt Mi ở dây số 6, nốt Mi dây số 5, nốt Mi dây số 4. 6 dây này là các cái nốt của dây buông, đó là Mi, La, Re, Son, Si, Mi. Từ đó chúng ta suy ra, nhắc đến dây 6 thì nó là nốt Mi, dây buông, mình nhớ ngay, phải không? Mỗi ngày chúng ta làm một cái bài tập như vậy đó, chúng ta đi tìm hết tất cả các nốt. Ví dụ như dây số 6 thì nốt La nằm đây, dây số 5 là buông, dây số 4 là nốt La nằm đây. Mình tính lên là Fa, Son, La, không? Dây số 3 là nốt La nằm đây, dây số 2 nốt La nằm đây, dây số 1 nốt La nằm đây. Ví dụ như vậy, tương tự như vậy chúng ta đi tìm nốt Si, nốt Do, nốt Re, không? Các nốt còn lại. Hôm nay Giang chia sẻ một cách nữa, đó là chúng ta sẽ suy ra từ, chúng ta chỉ nhớ 3 dây này thôi. Quý cô chú anh chị chỉ cần nhớ 3 dây bass này thôi. Từ 3 dây bass này chúng ta suy ra 3 dây dưới ha. Giang ví dụ, dây số 6 nó sẽ đi cặp với dây số 4, tức là mình bấm dây số 4 này, và cái ngón trỏ mình sẽ bấm ở dây số 6, cách nhau một ngăn này. Mình đánh, đây là nó là Mi, tức là Mi, không? Mi. Rồi chúng ta kéo lên. Ở đây thì nốt dây số 6, mình chỉ cần nhớ dây số 6 thôi, mình suy ra dây số 4 nè. Dây số 6 ở đây là nốt Fa thăng nè, Fa nè, Fa. Đó, và mình chỉ bấm hai dây này mình suy ra, cách nhau một ngang ha. Tương tự như vậy mình kéo lên, đây là Son. Đó là một cặp. Khi mà chúng ta nhớ cái dây số 4 ở ngang đây, chúng ta bấm đây là chúng ta nhớ nốt này là nốt Đô, phải không? Nốt này là nốt Đô. Ví dụ dây số 4 nốt đây mình không biết nốt này là nốt gì, mình bấm cái dây số 6 này, nốt này là nốt Son. Dây tiếp theo là dây số 5 và dây số 3. Mình cũng bấm cách nhau một ngăn. Đây là Si. Mình kéo lên Si. Và mình kéo lên Do, Re, Mi, Fa, Son. Bây giờ dây số 3, mình đi tìm dây số 3 phải không? Ví dụ bây giờ mình tìm dây số 3, nốt này mình không biết nốt này là nốt gì thì mình bấm vào đây. Dây số 5 thì mình biết nốt này là nốt Do. Rồi ví dụ mình bấm cái dây số 3 vào ngăn chỗ đây, mình không biết dây số 3 là nốt gì, mình bấm vào cái dây số 5 của nốt này. Đây nốt 5 đây là ngay chỗ đây. Dây số 5 chỉ là nốt Fa, không? Thì dây số 3 ở đây là nốt Fa. Mình tương ứng với nhau đó là Fa. Ví dụ như đây là mình không biết nốt đây là nốt gì thì mình sẽ bấm lên dây số 5 ở đây, thì mình biết ở đây là nốt Si. Rồi tiếp theo tới dây số 4 và dây số 2. Ở dây số 4 và dây số 2 này á là một cặp, thì mình sẽ
bấm cách nhau 2 ngăn. À, quý cô chú anh chị nhớ nha, dây số 6 và dây số 5 thì nó là 1 ngăn, nhưng mà bước xuống dây số 4 thì nó sẽ cách 2 ngăn, và dây số 4 nó sẽ đi đôi với lại dây số 2, à, một cặp. À, nó là rê rê. À, thay vì mình bấm đây nè, rê rê. Rồi mình kéo lên. À, ở đây nó 2 ngăn, 2 ngăn thì mình sẽ bấm lên. Rê 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 rê. À, mình kéo lên đây. Mi 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 mi. À, mi 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 mi. Rồi pha, à, pha pha pha. Son. La. Si. À. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm. Ví dụ như dây số 2 mà nốt này, nốt này, mình nốt này đi. Dây số 2 bây giờ nốt đây, mà không biết nó là nốt gì. Thì mình bấm 2 ngang ở dây số 4 bên đây mình tìm. À, dây số 4 ở đây là nốt pha, pha thăng. À, rồi, ví dụ như là nốt đây. Dây số 2 là nốt đây, mình không nhớ là nốt gì đúng không? Bây giờ mình bấm 2 ngang lên của dây số 4, mình tính ra. À, nốt đây là nốt la. À, 6 giây đây thì mình chỉ cần nhớ 5 giây thôi, tại vì dây số 1 và dây số 6 nó là 1. À, bởi cho nên là dây số 1 và nó đi cặp với lại dây số 3 thì mình không cần phải nhớ. À, mình nhớ đến đây thôi, dây số 4 và số 2 là được rồi. Quá trình chúng ta học để nhớ nốt thì nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Sau này chúng ta đi chạy câu, chạy âm dai, câu lick. Ví dụ như chúng ta đi tìm âm dai 1, 3, 5 của la. Si, si thì có là si, re, fa và còn nhiều cái mẫu câu âm dai. Thì quá trình mà chúng ta học thuộc những cái nốt của 6 dây ở trên cần đàn thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong quá trình chúng ta đệm hát solo cũng như là chạy câu. Đây là cách mà Giang đã học và đã nhớ, đã làm được, thì Giang đem ra chia sẻ lại cho tất cả mọi người. Quý cô chú, anh chị và các bạn, mỗi người cố gắng, mỗi ngày chúng ta học một giây, và mỗi ngày chúng ta đi tìm, tự ra bài tập cho mình, tự đi tìm một nốt bất kỳ. Mình tập cái phản xạ cho nó quen ha. Chụp nốt này là mình biết, chụp nốt này là mình biết. Chụp nốt nào là mình sẽ biết ngay lúc đó, mình không có còn có ơ e nữa, mình không có loay hay mà tính nữa, đúng không? Mỗi ngày chúng ta làm bài tập là chúng ta tập nhớ một nốt, thì ví dụ mình đi tìm nốt pha. Nốt pha đây, số 6, rồi nốt pha dây số 5 đây. Nốt pha của dây số 4 đây. Đó. Rồi nốt pha của dây số 3 đây. À, nốt pha của dây số 2 đây. Nốt pha dây số 1 đây. Đó. Ví dụ mình đi tìm nốt son. À, nốt son đây. Son. Mình làm như vậy, mình son. Tìm như vậy á. Cứ như vậy mình tập tìm, mình tập tìm một nốt bất kỳ như vậy, thì mình sẽ tập nhiều lần như vậy. Mỗi ngày mình tập một ít, dần dần mình sẽ nhớ hết. Thời gian kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn luyện tập thành công. Kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nhân xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.